Em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên buổi tối ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, chúc các bác có một buổi tối vui vẻ, một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ lên một số những mặt hàng hình và cùng với những cái mặt hàng kg mà nhà em cập bến ngày hôm nay, số lượng rất là nhiều, cả những dòng hoàng nhạn tháng 4 này. Hàng bây giờ cũng là cuối vụ rồi nên các bác tranh thủ mua sớm nhé. Và dòng kiều dẹt này, một dòng hàng đột biến của dòng họ nhà Kiều đó, nhà em cũng còn tương đây, số lượng nhiều, nói chung là hàng đợt này về nhiều, thoải mái các bác đặt hàng luôn và hàng vẫn rất là xanh tươi, và cả những dòng mặt hàng kg khác nữa. Và các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 và 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Và hiện tại thì nhà em chuyển theo hai hình thức chuyển phát nhanh, đó là chuyển qua đường bưu điện và GNT. Bưu điện thì là hình thức truyền thống, trước đây thì em vẫn thường sử dụng. Và GNT là một đơn vị vận chuyển phát mới. Bên đây thì tiền cước có thể nó rẻ hơn. Tuy nhiên thì chất lượng dịch vụ thì em vẫn đang trong quá trình đánh giá. Mọi người muốn gửi theo hình thức nào, muốn gửi theo đường bưu điện hoặc là GNT thì các bác báo em trong quá trình đặt hàng nhé. Còn đâu là nếu mà không nói gì là mặc định em sẽ gửi theo đường GNT là cái đường mới ạ. Và các bác lưu ý một lần nữa là khi mà các bác thực sự yêu đam mê lan ấy thì các bác hãy nhấc một cuộc điện thoại các bác đặt hàng. Còn nếu mà mình lúc đấy mình vẫn còn đắn đo và mình vẫn còn đang trong quá trình mà suy nghĩ thì mình hãy nghĩ thật kỹ trước khi mình đưa ra một quyết định nào đó nhé, để tránh trường hợp đến nơi rồi xảy ra những vấn đề không hay như những cái trường hợp trước đây em có nói ấy. Thì nói thật là khổ cho cả bên bán và người mua thì nói thật là mang tiếng luôn, mang tiếng ác luôn đấy ạ. Và không để các bác đợi chờ lâu nữa thì hôm nay thì em giới thiệu luôn cái mặt hàng, những cái mặt hàng hôm nay. Đấy, hôm nay em có một số hình kiều tím này và những mặt hàng kg thì buổi trưa về mới về ấy, thành ra là về muộn quá. Video clip vẫn còn thoải mái đặt hàng luôn ạ. Đầu tiên thì em đi qua những cái hình kiều tím nhá. Kiều tím hôm nay em có 5 lô. Lô đầu tiên là lô hàng chip này, hàng chip. Và những cái lô hàng chip này thì thân lá của nó rất là nhiều lá. Đây ạ, có 1 dề này, 2 dề này. Đấy, dề này cũng nhiều thân tơ chưa? 3 này. Đây, lá mít này, 4 này. Khóm nhỏ xinh này, 5 này. Ôi, cả 1 dề này, quá là nhiều lá. 6 và đây là 7 này. Dề này có cả một số nhóm thập hoa. Cả một lô này em bán là 200.000, lô số 1. Tiếp theo là lô số 2 là một nguyên một dề kiều tím. Có 1 thân tơ này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Và cả những cái thân này nó cũng đầy mắt hoa, chưa ra thì nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Đây, cả những cái mầm đang lên này. Đó, lô 2, 1 dề, 160.000. Lô số 3 gồm 2 dề thân lùn. Đây, dề số 1 này, quá là tuyệt vời luôn. Đó, dề số 2, đó, đây này, đó, để các bác nhìn này. Hai lô này, lô 3 này, 200.000, hai cái dề này, rất là đẹp đúng không ạ? Lô số 4, 160.000 nguyên một dề luôn. Gồm có 1 2 thân tơ này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Và cũng cả những cái thân mà nó chưa nó mắt nụ nó sưng nữa nhá. Đấy, lô này em bán là 160.000, lô số 4. Đây ạ, 160.000 một dề. Và đây là lô số 5. 140.000. Ôi, cái dề này thì nó thật là các bác này. Lá khá là tròn trịa này. Hầu như là toàn thân tơ đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân thì thân đa phần thân tơ hết, chưa răng, chưa hoa. Đó, 140.000 cái dề này. Toàn thân tơ là các bác được một giò đẹp nhá bác nhá. Một giò đẹp. Em có một cái lô hạc vĩ này, cả lẫn một ít trúc đen này. Đó, trúc đen lẫn hạc vĩ với cả cái gì đấy nhỉ? Hình như là trúc ngọc hay hoàng thảo tam bảo sắc ấy. Đây, cả cái lô này em bán 50.000. 50.000 có một lô, thập cẩm nhiều loại. Và hôm nay thì em có một số phần, đó chính là cái phần hoàng nhạn tháng 4 hàng chip này nhá. Hàng chip này em cứ bán là một phần là 200.000. 200.000 một phần. Các bác có rất là nhiều những cái cây hoàng nhạn hàng chip này. Đây là hoàng nhạn tháng 4 đấy các bạn. Các bác biết được cái giá trị cây của cây hoàng nhạn tháng 8 ấy, một cây này của nó đã rơi tầm 70.000 rồi. Còn đây hoàng nhạn tháng 4, 100.000, các bác được hẳn một lô, để em đếm cho các bác nhé. Một lô nó sẽ có khoảng bao nhiêu cây nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này,
6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, nhiều cây lắm ít nhá, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nói chung nó sẽ rơi tầm khoảng 20, 21 cây là các bác có được một cái giỏ hoàng nhạn tháng 4 đẹp rồi. Đó, đây là một cái lô chip là em bán cái giá là 100.000 đồng một lô. Bác nào đặt bao nhiêu lô, bên em sẽ có thể nhặt cho các bác một lô mà rất là nhiều những cây hoàng nhạn như vậy, các bác về ghép được một giỏ đẹp. Và hoàng nhạn tháng 4 là một cái dòng được lọt vào top những loại hoa gọi là đệ nhất hương thơm đó. Hoa thơm lắm, hàng này cũng là một dòng hiếm. Và chỉ đến cái thời điểm nó nở hoa, nghĩa là đến thời điểm hoa ấy, người dân người ta bắt đầu khai thác thôi ạ. Chứ không thì đầu các bác thấy đầu mùa đến giờ thì bây giờ mới có hoàng nhạn tháng 4 nhiều đúng không ạ? Từ đầu tháng, đầu năm đến tận tháng tháng 5, tháng 6 cũng còn chưa xuất hiện hoàng nhạn tháng 4. Và bây giờ là thời điểm cuối mùa rồi, nên các bác tranh thủ mua sớm nhé. Bởi vì sắp tới khi mà đến thời điểm tháng 8, cây của nó bắt đầu là có hoa ấy. Hoàng nhạn tháng 8 hoa là bắt đầu hoàng nhạn tháng 4 người ta bắt đầu dừng khai thác. Và giá trị của dòng tháng 8 thì nó cực kỳ là cao rồi các bạn. Nó phải gấp đến 10 lần so với cái dòng hoàng nhạn tháng 4 này. Hàng tháng 4 các bác mua theo cân, nhưng đối với hàng tháng 8 là các bác phải mua tính theo cây đấy ạ. Hàng về rất là đẹp luôn. Cây hôm nay thì nó đều đều nhau, rất là đều nhau. Còn mỗi cái lô mà cứ tầm khoảng 20 cây này, em bán là 100.000 nhá. Bác nào đây là phù hợp với các bác mới tập chơi thì em lấy một combo cho các bác. Và đây ạ, tiếp theo hôm nay em có một số hình kiều dệt các bác nhé. Kiều dệt top 1 trong những cái dòng lan quý hiếm của Việt Nam. Và kể cả những bên nước khác ấy, người ta mà trồng hàng này để người ta xuất đi ấy, một chậu của nó chỉ có rất là ít thân, nhưng mà giá trị của nó rất là cao rồi. Bởi vì cái hàng này nó quá là độc và lạ và hàng hiếm, nên là độ hot của nó bao giờ cũng sẽ đặt lên hàng đầu. Em hôm nay em có một số hình kiều dệt như sau. Hàng rẻ, còn đâu đó thì em vẫn sẽ có những hàng kg, thì khóm của nó sẽ vừa phải hơn. Đây ạ, hình này là hình D1 này. Một rẻ quá là đẹp luôn này, đang lên mầm này. Đó, rẻ này em bán là 570.000 nhé, rẻ D1. Tiếp theo em chuyển sang rẻ D2. Rẻ này thì mầm gốc cũng đang lên nhiều này. Đó, thân tơ đang lên nhiều chưa ạ? Đấy, tuy nhiên cái lá của nó sẽ hơi xấu xí hơn một chút này. Đó, nhưng mà được cái là hàng dè nó rất là khỏe. Các bác về các bác ghép này, những cái mắt ngủ ở phía gốc này nó sẽ bật lên rất là nhiều. Bởi vì đây, minh chứng như đấy là rất là nhiều những cái mầm gốc đang bật lên ở phía dưới này. Hình 2 là 400.000, hình số 2 400.000, D2. Tiếp theo em chuyển sang D3, là một hình 250.000. 250.000 các bác được một cái giò kiều dệt quá là đẹp đúng không ạ? Đó, cái hàng mà hàng thuần làm sao mà to được như thế này được. 250 các bác chỉ được vài nhánh thôi. D3. Tiếp theo D4. Rẻ này thì thân của nó quá là mập, nó dài. Đấy, nó dài này. Đấy, những cái thân tơ này. Đây, đang lên mầm nữa đây. Đó, D4 là 300.000. Tiếp theo là D5. D5. Đây ạ, D5 là một rẻ gồm có một mầm gốc này. Ui, mầm gốc này đang lên. Không sao. Bị gập rồi, gập gốc rồi. D5, giò này 320. Thôi em bán 300.000 cái giò này nhé. D5, 300.000. Đấy, có 5 hình kiểu dẹt. Và đây ạ, cả những cái dòng hàng kg. Hàng này thì nó sẽ có cả những rẻ nhỏ này, có những rẻ khóm nhỏ nhỏ hoặc là những rẻ khóm vừa vừa. Đó, các bác cứ lấy từ 2, 3 lạng, 4 lạng, nửa cân hoặc thậm chí 1 cân. Bên em vẫn có thể là nhặt hàng cho các bác được nhá. Hàng về nhiều đẹp đấy ạ. Rất là đẹp, tươi nguyên luôn. Đó, hàng này không phải là lúc nào cũng có đâu ạ. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến những dòng hoa lan khác, tiếp nối cái video buổi trưa ngày hôm nay ạ. Em thì giới thiệu các bác cái lô hoàng nhạn tháng 4 vừa về này. Đó, hàng hôm nay phải nói là quá là tuyệt vời. Và đến thời điểm bây giờ cũng là thời điểm cuối mùa của mùa nhạn tháng 4 rồi. Nên là các bác tranh thủ các bác mua sớm nhé. Bởi vì sắp tới nếu mà qua cái mùa hoa là thời điểm đấy dân người ta sẽ không đi khai thác nữa. Và các bác lúc đấy muốn mua là cũng không hề có. Giá lúc đấy còn rất là cao cơ. Đó. Và hôm nay hàng lô hôm nay thì quá là đẹp luôn. Hàng tươi mới nhá. Các bác mua về khi mà cây nó mới về này, nó đẹp. Đó, dân người ta bó rất là đẹp đúng không ạ? Khi mà gửi đi thì em sẽ dỡ những cái bó ra để lọc cho bác những cây nào nó bị hư ngọn. Bởi vì dân người ta vẫn bó đây. Và hàng hôm nay rất là đẹp. Em bán là 55.000 đồng một lạng nhá.
Và bác nào hôm nay mua mật tròn 1 cân nhận tháng 4 thì em sẽ để với một cái mức giá chỉ có 530.000 thôi. Các bác tranh thủ mua bây giờ nhé, không sắp tới đến mùa nhận tháng 8 thì giá thành cực kỳ là cao luôn ạ. Và đây là những hình ảnh của mặt hoa hoàng nhạn tháng 4, rất là sai bông, và dòng này được lọt vào top đệ nhất hương thơm ạ, những bông hoa đệ nhất hương thơm đấy. Rất là đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Đây, rất là sai hoa này mọi người này. Đó, thơm lắm. Và tiếp theo đây thì em xin giới thiệu các bác đến cái lô hoàng thảo kiều dệt, hàng cập bến nhà em. Đó. Hàng hôm nay thì số lượng vẫn nhiều, thoải mái các bác là hàng, tại vì hôm qua em nhập về số lượng nhiều ấy. Bởi vì rất là lâu lắm mới có một cái lô kiều dệt, chứ không phải là đợi lúc nào dân người ta lắp nhắt người ta lấy về một vài cân đâu. Đó, để có một số lượng nhiều này người ta cũng phải gom góp, cũng phải rất là lâu rồi. Đó, kiều dệt một cái dòng kiều đột biến, nên là trong top tất cả những dòng loại kiều thì kiều dệt giá thành là giá trị nó sẽ cao hơn hẳn. Và so với độ quý và độ hiếm thì loại này cũng ít được mọi người giao bán hơn. Và mặt hoa của kiều dệt đấy ạ. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những mặt bông kiều dệt nhé. Một cây nhỏ thôi nhưng lại cho ra những cái chùm hoa rất là đẹp, những chùm hoa rất là sai hoa. Hàng số lượng hôm nay về nhiều và không phải lúc nào cũng có một cái lô hàng đẹp nhiều này đâu ạ. Và riêng kiều dệt này thì em sẽ bán theo lạng, các bác có thể lấy từ 2 lạng, 3 lạng, 4 lạng, thậm chí nửa cân, 1 cân. Em cũng sẽ bán đây. Hàng dưới còn rất là nhiều những hàng đẹp này mọi người này. Cây xanh tươi, các bác tranh thủ mua luôn nhé. Và nếu mà các bác lấy những khóm to thì nó nặng hơn. Còn nếu các bác lấy sưu tầm thì có thể lấy những khóm nhỏ nhỏ này thì nó nhẹ hơn, các bác sẽ được rôi mầm hơn. Loại này em bán 72.000 đồng một lạng, lấy tròn 1 cân là tính 700.000 đồng một cân. Hàng này em xuất nhiều đi rồi đấy ạ. Các bác tranh thủ mua luôn nhé. Bởi vì chắc phải đến nửa tháng đến 1 tháng mới có một lô kiểu dệt về nhiều thế này đấy ạ. Tiếp theo hôm nay thì lại về thêm một lô quế trắng tháng 8. Đây là hàng quế trung. Quế trung ạ, quế trung và quế lớn, tức là em sẽ bán hàng quế trung này và hàng quế lớn lẫn lộn với nhau, bởi vì dân người ta bán theo một cái mức giá cùng nhau. Đây là dòng quế xếp nhá, quế xếp đấy ạ. Các bác thấy nhiều lô ngoài thị trường người ta bán không có hàng quế xếp như đẹp như thế này đâu ạ. Hàng này rất là đẹp, người dân đã cắt tỉa rồi. Và bây giờ cũng đang cái mùa nụ của nó. Những cái nụ nào nó còn lên nhỏ thì còn có thể giữ được, nhưng nụ nào lên to nó hay bị chột lắm. Đó, nhưng chủ yếu về năm đầu tiên các bác sẽ dưỡng cây. Em bán cái loại quế trung cái lớn này là 630.000 đồng một cân. Đó, hàng rất là đẹp. Đây là dòng quế xếp các bác nhá, quế lan hương ạ. Còn phía bên đây là hàng quế giống này. Hàng này em đang dỡ ra. Đây, quế giống thì cây nó nhỏ xíu thôi này. Nó nhỏ xíu nhưng một số cây nó cũng có nụ hoa. Nó cũng là dòng quế xếp thôi, nhưng mà cây nó nhỏ. Trong một cân các bác mua sẽ được nhiều cây hơn. Và loại này thì em phân loại ra thì giá thành nó rẻ hơn là 450.000 nhá. Có hai mức giá đối với dòng quế tháng 8 là như thế. Hoàng phi hạc. Hôm nay cập bến một lô hoàng phi hạc và đang lên mầm chồi rất là đẹp này. Các bác nhìn này. Đó, mùa này bật mầm rất là nhanh, rất là khỏe. Hàng tươi mới đẹp đẽ. Đây, cả một lô bên đây nữa. Hoàng phi hạc 150.000 đồng một cân. Đó, hàng mới về. Hoàng thảo vẩy rồng. Những miếng vẩy rồng hôm nay thì có rất là nhiều những miếng to. Các bác muốn sưu tầm miếng to đây. Như miếng to này rơi tầm khoảng 1 cân, cân 7, à cân 8. Đấy, hoặc là những cái miếng vừa vừa này. Đó, nhưng mà được cả là rất là xanh và nhiều lá này. Hàng này em bán là 150.000 đồng một cân. Đây là vẩy rồng ạ, lan vẩy rồng. Kép đũa, kép lên trụ đều đẹp. Em về có một chút quế tháng 8 hàng lá lướt này. Hàng lá lướt này cũng có nụ nhá, và cũng là dòng quế trắng đấy ạ. Hàng đẹp, à hàng này tươi xanh, 230 một cân. Kiều tím miền Trung. Hàng đẹp mê ly này, hàng toàn hàng thân lùn này. Hàng thân lùn ngắn đẹp luôn. Đó, hàng này là 320.000 đồng một cân. Kiều tím miền Trung, hàng đẹp nhé các bác nhá. Đấy, hàng này là hàng mới về này. Em có một cái lô hàng thanh lý ít lá này thì là 280.000. 280.000 đồng một cân. Và đây là nhạn tháng 4 nhưng mà hàng thanh lý này. 400.000 đồng một cân. Đó, bán thanh lý luôn. Tại vì sao cái hàng này nó mất nước và cây nó sẽ không được đẹp bằng cái hàng mới về. Nên là tại sao là những cái hàng khi mà mới về em đều khuyên là mọi người nên mua từ sớm để tình trạng cây nó đẹp. Hoàng thảo Thái Bình, hàng thanh lý bởi vì cây này để làm giống thôi. 100.000 đồng một cân, hoàng thảo Thái Bình hàng thanh lý. Dáng hương trồn trắng, 200.000 đồng một cân. Kim điệp xuân hay là kim điệp giấy. Hàng này thì đây, cây của nó thành từng dề và hàng hôm nay rất là tươi, đẹp. Loại này em bán là 150.000 đồng một cân, hàng còn sai hoa cơ các bác ơi. Dáng hương bạch nhạn, 150.000 đồng một cân. Đó, những cây bạch nhạn vừa vừa này. Dòng này dễ chăm, dễ trồng, dễ ghép. Quế tím hàng thanh lý ạ, 100.000 đồng một cân. Hôm nay thì cây nó hơi mất nước rồi, nó nhỏ này. 100.000 đồng một cân quế tím thanh lý. Kiều vuông thủy tiên cánh trắng, 200.000 đồng một cân.
Em có một cái dề hoàng thảo trúc đen nhá nhá. Đó, dề này rất là tươi này, cũng đang lên mầm chồi này. Đó, dề này em bán là 140.000 nhá, 140.000 dề trúc đen duy nhất, có duy nhất một dề thôi. Hoàng lạp 150.000 đồng một cân, hàng bao đẹp luôn, hàng đang mọc mầm chồi rất là tuyệt vời này. Đó. Tiếp theo nữa đó chính là đai châu rừng bóc trụ. Hàng đai châu rừng bóc trụ, số lượng cây cho một cân sẽ dao động từ 4 cây đến 7 cây một cân và em bán với giá là 600.000 đồng một cân. Mua từ 2 cân tính là 580.000 đồng một cân. Hàng bản lá cứng cáp dày dặn, hàng đẹp. Dáng hương sóc Lào ạ. Đấy ạ, cây của nó rất là tươi, đều nhau. Hàng rất là đẹp, 130.000 đồng một cân. Long tu đá 130.000 đồng một cân. Tam bảo sắc hoa vàng vùng Gia Lai. Hàng hôm nay thì đa phần cây của nó sẽ là những cái cây giống nhau nhá. Nên là em bán theo cái giá hàng giống là 170.000 đồng một cân. Hàng cây giống ạ. Hàng cây bừa thì em bán là 200, nhưng mà giờ thì cây nó nhỏ nhỏ hơn một chút và hoa của nó rất là giống với dòng hoa của Hoàng Nhạn ấy, nên dòng này thu hút khách hàng cực kỳ. Em chỉ có tầm 2 cân thôi, chỗ này nhẹ lắm. Hỏa hoàng cam 27.000 đồng một lạng. Đó, 27.000 đồng một lạng, loại này thì có cả cây to, cây bừa và cây nhỏ nhá. Em còn một chút cái hải yến hàng thanh lý đây. Còn tầm khoảng gần 1 cân thôi. Em bán là 120.000 đồng một cân hải yến. Sơn thủy tiên hôm nay cũng chỉ còn tầm khoảng hơn cân, em bán là 180.000 đồng một cân. Đấy, hai mặt hàng này giảm giá nhé. Tiếp theo hàng thuần thì em có nhất là những cái chậu vũ nữ mèo vàng 150.000 đồng một cây, à một chậu. 150.000 đồng một chậu, mua 3 chậu tính là 130.000. Em có vài cây đai châu sổ số hàng Thái Lan này, 100.000 đồng một cây. Đấy, bán thanh lý 100.000. Và đây là những cái cây đai châu hồng cánh sen, hàng chuẩn hồng cánh sen, 230 một cây, lấy 2 cây, tính giá là 210.000 đồng. Đấy, hàng này thì đã ra hoa năm vừa rồi nhá. Yên tâm các bác là cây trưởng thành chứ không phải cây nhỏ đâu. Và đây là những cái chậu hồng cánh sen nhưng mà hàng chậu gỗ ạ. Chậu này thì cây của nó đanh hơn, nó cứng cáp hơn và nó nhiều cặp lá hơn. Loại này thì em bán những cái cây chọn to thì là 400.000, còn những cây nhỏ nhỏ hơn một chút thì em sẽ là 350.000. Cứ lấy từ 2 cây thì cứ giảm cho 20.000 đồng một cây nhá. Đây là đai châu hồng cánh sen. Hàng chậu gỗ. Tiếp theo là những chậu thanh đạm Indo ạ. Những chậu bụi to này, nhưng mà hàng hôm nay thì lá của nó hơi bị sâu xia xấu xí một chút nhá. Em bán thanh lý luôn là 280.000 đồng một chậu. Đấy, bán xả lỗ luôn cái lô này. Bởi vì hàng này em chỉ còn đâu đó tầm chục chậu thôi là hết hàng, nhưng mà lá lúc cuối nó hơi xấu một tí. Còn đâu bình thường nó phải 380 một chậu đấy ạ. Đây ạ, còn mấy khay này, đây tầm 2 khay, 1 2 khay. Đây, bụi to như vậy, 280.000. Đang đẻ mầm rất là nhiều. Loại này thì các bác yên tâm là hoa của nó bền hoa và sai lâu tàn. Nở hoa vào dịp Tết. Phi điệp đại bạch long, màu hoa trắng tinh này, mỗi chậu 3 thân này, có một chậu này. Đây là chậu số 2 này. Chậu số 3 này. Ui, chậu này bị hư mất rồi. Đây nhá, chậu này là chậu 3 thân đẹp nhất thì em bán là 280. Có một chậu này nó bị hư một đầu ngọn này. Cây mẹ này. Chậu này em bán thanh lý 200. Chậu này bị cây này không sao, chỉ bị cháy một cái lá thôi. Chậu này 200, 240 và 208 nhé. Có 3 chậu cuối cùng. Và đây là phi điệp lai trầm. Phi điệp lai trầm hôm nay thì chậu một thân, thân dài. Em bán là 250.000 đồng một chậu. Đây là dòng phi điệp lai trầm cánh bầu. 5 cành trắng họng hồng. Đó, đây là chậu hàng ươm ki. Và hàng chuẩn mặt hoa cho các bác. Những dịp Tết đến xuân về, những mặt hàng này thì cực kỳ là hot luôn ạ. 350 một chậu 3 thân, tính ra chỉ có 120.000, chưa đến 120 một thân. Và chiều dài thân ạ, một gang tay của em nhé. Một gang tay đổ lại. Đây, có chậu thì có chậu hơn gang thì cái này nó lại ngắn hơn một chút. 350 một chậu 3 thân và lấy từ 2 chậu là 650.000. Còn nếu mà lấy từ 3 chậu lên là tính là 300.000 một chậu. Hàng này người ta bán lẻ, khi đã bán là 170 đến 300.000, à đến 200.000 một thân rồi đấy ạ. Và tiếp theo đây là những cái chậu chớp Mỹ, hàng ươm ki. Chớp Mỹ này em bán là 320.000 đồng một chậu, lấy một cặp là 300.000. Cây thành phẩm của nó Tết toàn 600-700.000 đồng một thân thôi ạ. Và phía dưới đây em xin đi qua những cái dòng đen rô nắng mà hiện tại nhà em có. Đen rô nắng thì nhà em cũng đã xuất đi rất là nhiều. Và các bác nhận được một bộ đen rô nắng thì các bác sẽ rất là ưng với tình trạng mặt hàng nhà em. Và em lưu ý một chút là hàng nhà em là loại hàng phân loại hoa.
Tức là hàng này nhà vườn người ta có phân loại các bác nhá. Nên là các bác nhìn thấy cây ấy, nó sẽ có sự khác nhau giữa các cây đó. Nhìn nó sẽ khác nhau về hình thù cũng như là chiều cao. Đó. Có những cây thì nhìn rất là lồn, rất là thấp, cũng cùng độ tuổi thôi, nhưng có cây thì tặng cây này rất là cao. Và em có đâu đó là gần 20 loại đen đô nắng. Em xin báo giá luôn là tất cả những dòng đen đô nắng trừ cái dòng đen rô 3 vàng 3 lưỡi đỏ là 100.000. Còn đâu đó tất cả những loại còn lại đồng giá là 80.000 đồng một chậu. Mua từ 5 chậu giảm 5.000 đồng một chậu, mua từ 10 chậu giảm 10.000 đồng một chậu. Và sau đây thì em xin báo giá cũng như là cho mọi người xem qua hình ảnh của từng loại nhé. Đầu tiên là dòng bun leng này. Dòng này thì hoa màu trắng, cánh bầu, hoa thơm. Đây là top dòng hoa thơm nhé. Đen rô nắng nào có hoa thơm, có mùi hương thì em sẽ giới thiệu luôn. Đây ạ, bun leng đây, cây tơ đẹp luôn. Đó. Cây cao, phải cái hai găng tay của em. Hiroshi, một cái dòng hoa màu tím, cánh viền trắng. Và Hiroshi thân nó khá là mập đấy ạ. Màu tím đậm này, viền trắng này, quá nhìn này, nó tạo lên một sự hài hòa. Đây ạ, cây Hiroshi đây, thân mập đẹp. Đó. Tiếp theo nữa là một dòng nắng thơm nữa mang tên là Banana. Banana là một dòng nắng thơm đó nhá. Đây, hoa của nó là màu, đây cánh trắng hay xen lẫn cánh vàng này. Đẹp chưa? Rất là đẹp nhá. 80.000 đồng một chậu. Mua 5 giảm 5, mua 10 giảm 10.000. An Ba Xưa còn 4 cây. Tuy nhiên thì 4 cây đều là những cái cây rất là cao và đều là những cây trưởng thành rồi. Và dòng nắng này em xin lỗi là em chưa nói qua là cái dòng này hoa bền lắm, chơi tận đến 2 tháng cơ. Đây là dòng An Ba Xưa. Tiếp theo sau khay bên đây. Ôi chết rồi. Đây là dòng Kinh Ba. Đây cây Kinh Ba đây. Cũng là một cây rất là cao và dòng mặt hoa của Kinh Ba thì cũng rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu thôi. Đấy mặt hoa của Kinh Ba đấy ạ. Các bác nhìn rất là đẹp chưa? Sai hoa nhá. Thỏ Đỏ cũng lọt vào top một trong những cái dòng mà được các bác rất là quan tâm bởi vì cây nó tơ. Và đây, cây Thỏ Đỏ đây. Đấy, tình trạng cây này. Đó. Rất là đẹp. Đây là cây Thỏ Đỏ. Đó. Đây, cả một lô Thỏ Đỏ. Rất là nhiều. Tiếp theo nữa, đó chính là dòng gì nhỉ? CCY. CCY, một mặt hoa màu trắng tinh. Đấy, nếu mà các bác thích ưa màu trắng ấy, yêu màu trắng thì đây lại là một cái dòng hoa mà chỉ một cái màu trắng không. Nó tạo lên một sự thanh thoát cũng như là một sự nhìn nó rất là trẻ trung. Đó, bông hoa màu trắng các bác nhá. Đấy, dòng CCY, cây lớn này. Robert cũng là top dòng hoa thơm. Robert thì em có đâu đó tầm khoảng 4-5 cây nữa là hết hàng rồi. Đây, tình trạng cây nó mập ú đẹp này. Và bông hoa của Robert này, hoa thơm nên là được các bác cũng khá là ưa chuộng. Đây ạ, mặt hoa cận cảnh của dòng Robert này. Đây có một mặt hoa nữa rất là đẹp, sai hoa. Tiếp theo là nắng 4N. Nắng 4N cũng còn một số chậu nữa thôi là hết hàng rồi. Đây ạ, nắng 4N đây ạ. Đó. Dòng nắng này rất là tươi tắn. Phía bên đây là những chậu bò vàng cánh xoắn. Cây của nó lá mít tròn tròn đấy ạ. Và cánh của nó là cánh hoa màu xoắn. Đây ạ, mặt hoa của bò vàng. Rất là ok đúng không ạ? Đó, hoa màu vàng. Tiếp theo nữa đó chính là dòng Thỏ Xưa. Cây Thỏ Xưa cũng là một cây rất là tơ đẹp nhá. Và cái mặt hoa của nó thì như một cái tai thỏ rũ xuống này. Đây ạ, cây Thỏ Xưa đây, hoa Thỏ Xưa đây. Đấy, 80.000. Rồng Xanh cũng đã gần hết hàng rồi. Bởi vì cây Rồng Xanh lô đợt này cây to quá. Cây to cao mà một số cây còn đang có nụ cơ. Đó, Rồng Xanh cây cao mà cũng chỉ có 80.000 thôi các bác ơi. Đó, chứ không phải là phân biệt là loại nào cao cao tiền hơn, loại nào thấp thấp tiền hơn đâu nhá các nhá. Nó tùy vào màu hoa, tùy từng sắc hoa. Đấy, đây là cây Rồng Xanh. Và Dendro Hoa Hồng thì cũng sắp hết hàng rồi. Bác nào mà chưa được cái mặt hoa của Dendro Hoa Hồng thì lần này các bác sưu tầm sớm nhá. Bởi vì nó là lọt vào top những cái dòng bán chạy nhất của vườn đấy ạ. Bởi vì hàng này em đáng nhẽ là em sẽ nhập một số lượng nhiều. Nhưng mà nhà vườn báo số lượng không có đủ số lượng như em đặt. Để mặt hoa của nó sẽ có hai cái mặt hoa chủ đạo là như thế. 80.000 đồng một chậu thôi. Riêng dòng Dendro Hoa Hồng này thì cây nó lại hơi thấp một chút. Nhưng mà cũng là cây trưởng thành, chuẩn bị đứng ngọn rồi ạ. Tiếp theo nữa là ba lưỡi hồng. Ba lưỡi hồng này là dòng ba lưỡi hồng xen kẽ với ba lưỡi vàng. Nếu nhìn ra nó cũng như một dòng hoa Dendro đột biến về mặt hoa xen kẽ đấy ạ.
Đó, đây là hồng đậm nhá. Nhìn thì nó sẽ hơi giống màu tím nhưng thực tế ở ngoài nó là màu hồng. Cũng 80.000 thôi. Và loại đắt nhất của em đó chính là cái dòng ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ đấy ạ. Đấy, cả một khay về đâu đó giờ chỉ còn tầm hơn chục cây nữa là hết hàng rồi. Đây các bác nhìn cây nó chỉ ngắn tầm khoảng một gang đổ lại thôi, nhưng mà cây đứng đứng đọt hết rồi. Tức là khi cây đứng đọt là chuẩn bị đến thời điểm là nó sẽ cho hoa, giống như những cái dòng phi điệp ạ. Cây thắt ngọn thì cây sẽ cho hoa. Và mặt hoa của ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ đây, quá là tươi tắn đúng không ạ? Quá là tươi tắn. Để em tìm xem có một cái mặt hoa khác nữa nhá. Đây, cái hình ảnh khác cận cảnh hơn. Rất là đẹp, 100.000 đồng một chậu. Đó. Riêng loại này thì là 100 thôi, còn tất cả những loại còn lại chỉ có 80.000. Và các bác đừng quên là mua từ 5 chậu giảm 5.000 đồng một chậu, mua 10 chậu giảm 10.000 đồng một chậu ạ. Giá hấp dẫn, rất là hấp dẫn nhá các bác nhá. Chơi hoa lâu tàn, bền từ 2 đến 3 tháng. Chẳng có lý do gì mình không chơi đúng không ạ? Đấy, hàng rất là đẹp. Đây em còn duy nhất một rễ hoàng phi hạc này. Úi dồi ôi, rễ này lắm thân tơ chứ các bác. Chưa thèm lật ra nhá, lật ra thì mới biết là thân già không có mấy mà chỉ thấy thân tơ là nhiều thôi. Đấy, cả một búi này 220.000. Một rễ rất hiếm khi có. Rễ duy nhất 220.000, có một rễ thôi. Hôm nay em có 3 cái chậu giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Hàng này hôm nay bán thanh lý nhá. Bởi vì vừa rồi em để ở chỗ khu vực nó nắng quá, thành ra là nó cháy một số cái lá. Đây, những cái chậu này bình thường về vẫn bán 400.000 ấy. Tại toàn chậu dài, thân dài và to thôi. Hôm nay thì bán thanh lý luôn này. Em gọi đây là chậu số 1 này. Đây các bác nhìn tình trạng thân này. Đấy, nó nắng quá, nó cháy một số lá, nó rụng một số lá này. Đó. Chậu này nhá, em bán là 280.000, chậu số 1. Đấy, cũng 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân, 280.000. Đấy, một số thân tình trạng đây, một số cái là nó cháy cái đầu ngọn này. Đó, 280.000. Tiếp theo hình số 2. Hình này đẹp hơn, to hơn một chút này. Đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân. Hình này đẹp hơn này, 320.000. Và đây là hình số 3. Hình này này, cũng nhiều thân dài như vậy mà cháy hết cả ngọn. Đấy, một số cây lá cháy đầu ngọn này. Cũng bị hư 1-2 ngọn. Đấy, chậu này em bán là 270.000. Đấy, thân của nó thì vẫn rất là khỏe thôi, 270 chậu này. Em có 4 chậu, đây là giả hạc Tali và Di Linh Xuân. Em có Tali thì có chậu 230 và chậu 206. Di Linh Xuân thì có chậu 250 và chậu 270. Đấy, hàng đã cứng ngọn và hàng này ươm từ kia ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu đến những chậu trầm đồng đỏ này. Em có chậu T6 3 thân, 670.000. 3 thân rất là đều đẹp luôn. Đó, đang đi ngọn, hàng này chơi Tết rất là đẹp. T16 2 thân, 550 và có một mầm gốc ở đang ở phía dưới này. 2 thân. Trầm này cứng cáp rồi nhá các nhá, chứ không phải cái trầm mà nó vẫn còn đang đà phát triển đâu. Đấy, 550. T1 2 thân, 480.000. 2 thân này rất là đều nhau. 480. T14 3 thân 730.000. 3 thân này là 730.000 này. Đó. Đây là 3 thân 730.000. Tính ra chưa đến 250 một thân. Thân dài nhất này nó cũng phải bán cũng phải 300.000 rồi. T2 2 thân 550. Và có một mầm gốc này đã rời tầm khoảng một găng tay của em. Ôi chết rồi, cái mầm gốc này nó bị hư mất rồi. À không phải. Đó, 550, T2. Và đây là T mấy nhỉ? T10, 3 thân, 690.000. 3 thân T10, 690. Rất là đẹp. Thân dài đẹp ạ, chứ không phải là thân ngắn đâu. Em nhập là nhập cái hàng cây trưởng thành và cây thân thủ ạ. T13, 3 thân, 600.000. T15, 3 thân, 730.000. Đấy, chậu này cũng đẹp này, 730.000 chậu này cũng rất ok. Và cuối cùng là đây là T17 này. 3 thân 850. 3 thân thân này cao lắm, nó chạm hết cả cái đầu ngọn này. Thân này hôm qua phải đo 70 mấy cm ạ. Và có 1 thân này, 2 thân này. 3 thân đang mọc này, 1 2. Đây cái thân này các bác nhìn ở giữa chưa? 3 thân 850 đối với một cái chậu này, quá là tuyệt vời. Dài đẹp, nhiều thân, mầm gốc. Và giả hạc Pháp ạ. Đây là những cái dòng bảng cho hoa Tết này. Hôm nay thì em có một số hình như sau. P6 này, một bảng rất là nhiều thân. 480.000. P6. Đó, em cho mọi người xem luôn nhé. Giả hạc Pháp anh ký hiệu là chữ P. P5 500.000. P5.
đếm ra rất là nhiều thân, các bác chia trung bình đầu quân thì đảm bảo các bác mua một cái bảng này nó rẻ và các bác nuôi từ giờ đến Tết là thoải mái, các bác sẽ có một giò đẹp để chơi. Bởi vì sao? Tết những giò này nó phải rơi tầm 900.000 đấy ạ, 900.000 khi mà nó đứng ngọn. P4 500.000, P3 450.000, P2 430.000 và P1 cũng 430.000 đó. Đây những giò giả hàng Pháp. À đây em còn P8 này, 480 này, P11 490.000. Đấy nhiều thân chưa ạ? P10 520.000. Đẹp thật. P9 450. P12 600.000. Đấy P này có cả dài cả ngắn, nhiều thân. P13 là có khách chốt rồi. P14 480 và cuối cùng là P15 520.000. Đó, tất cả những mặt hàng mà nhà em hiện tại cập bến bao gồm những mặt hàng thuần và lan rừng. Các bác ủng hộ thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 và số điện thoại thứ hai 0966 121377. Và xin một lần nữa nhắc lại là các bác thực sự yêu lan ấy thì các bác hãy nhấc cuộc gọi và đặt hàng. Còn nếu mà không, mình vẫn còn đắn đo, còn một chút suy nghĩ thì các bác sẽ hãy chỉ xem thôi và đừng làm gì nhá. Đó, xin chào tất cả mọi người ạ.